Ngày 18 tháng 8, thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 8 năm 2023 bằng hình thức đi thực tế tham quan khai trường sản xuất của công ty cổ phần than vàng xanh Vinacomin. Trong chương trình, đoàn công tác đã được thông tin nhanh về kết quả sản xuất kinh doanh và công tác phát triển mỏ của công ty cổ phần than vàng xanh Vinacomin, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. 7 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty đều vượt kế hoạch đề ra, thu nhập đời sống người lao động đảm bảo ổn định. Đoàn đã đi thực tế tại phân xưởng khai thác 13, khu vực cánh gà ở độ sâu âm 50m, tặng quà động viên hai phân xưởng vận tải giếng 2 và phân xưởng khai thác 13. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ công nhân các phân xưởng. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công nhân lao động than vàng xanh trong 7 tháng đầu năm, ghi nhận những đóng góp tích cực của công ty cùng thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời khẳng định cấp ủy chính quyền thành phố Uông Bí sẽ luôn đồng hành cùng đơn vị, tạo mọi điều kiện tốt nhất để công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.